thì em thấy là em nghĩ là ở đâu kiểu nó ngon hơn ấy thì nó nhích giá một chút. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Trải nghiệm thú vị nhé. Thì hiện tại thì Sơn đang ở trên con phố Lý Quốc Sư. Con phố Lý Quốc Sư này thì đang có một quán phở nó khá là nổi tiếng. Tại đây thì đang có rất là nhiều người đang xếp hàng để được thưởng thức cái món đấy. Cùng với phở Bát Đàn này, phở Thìn ở tại Lò Đúc ấy, thì là phở Lý Quốc Sư là một trong những cái thương hiệu phở mà phải nói là cực kỳ nổi tiếng ở Hà Nội. Thì phở Bát Đàn này, phở Thìn này thì Sơn đã ăn rồi. Và bây giờ là Sơn muốn đến và thưởng thức thử cái phở Lý Quốc Sư này, xem thử là cái hương vị của nó thì nó khác gì so với lại phở Bát Đàn cũng như là phở Thìn hay không. Thì Sơn đang có mặt trên con phố Lý Quốc Sư rồi. Và bây giờ Sơn đang phải xếp hàng để được thưởng thức cái món phở tại địa chỉ là số 10 Lý Quốc Sư nhá. Phở Lý Quốc Sư thì nổi tiếng và đặc biệt thì bởi vì là nó mang cái hương vị của phở Hà Nội ngày xưa đấy. Khi mà người ta ăn và người ta cảm nhận được đấy, thì là cái đặc biệt là cái vị nước dùng ở đây. Hey, các bạn này, các bạn thấy không? Đông vãi luôn. Sơn vừa mới thưởng thức xong một tô phở Lý Quốc Sư khá là nổi tiếng ở Hà Nội. Thì các bạn có thể thấy khung cảnh ở phía ngoài đang còn rất là đông. Tầm này đang là tầm khoảng 11:30. Lúc ở trong quán thì Sơn định quay một đoạn video ngắn để mình ăn và mình cảm nhận xem như thế nào. Nhưng mà thực sự là quán đang rất là đông. Lúc ở Sơn có gọi một cái bát phở đấy là phở tái, thì có giá là 60.000. Thì ở đây Sơn và Sơn nhìn qua cái bảng giá thì 60.000 là cái mức giá thấp nhất cho một cái tô phở ở đây các bạn nhé. Giá cao nhất là một tô phở đặc biệt nó có giá là 85.000. Ở trong quán thì phải đến 50-60% đó là khách nước ngoài. So với lại phở Bát Đàn và phở Thìn Sơn ăn thì Sơn cảm nhận thì phải nói là một có nét chung ở ba cái loại phở này, đó là cái phần nước dùng ấy. Nó đơn giản, nó không màu mè đâu. Mà các bạn có thể nhìn thấy cái nước, phần nước của nó rất trong, nhưng mà ăn lại cực kỳ ngọt và thơm. Cả ba cái loại phở ở đây thì là trong một bát thì có rất là nhiều thịt. Đấy, cái anh hỏi trước em có ai ăn ở đây không? Em có ạ. Có, đây là lần thứ mấy em ăn đây rồi? Nhiều lần rồi vì ở đây ngon. À thế à? Ừ, nhưng mà em có suy nghĩ gì về cái mức giá của bát phở đây nó cao hơn so với lại các cái quán phở bình thường khác không? Mà thì em thấy là em nghĩ là ở đâu kiểu nó ngon hơn ấy thì nó nhích giá một chút. Đấy à? Nhưng mà em ăn phở Bát Đàn hay phở Thìn chưa? Phở đây so với lại cái phở Thìn thì theo em cảm nhận thì nó có khác nhau gì nhiều không? Phở Thìn thì như anh thấy là nói chung là anh ăn ở đấy rồi và giá của nó cũng tầm tầm ở đây. Anh nói chưa anh ăn ở nơi thì nó cũng cái nét khác nhau và em thấy ở đây thì ngon hơn, đậm chất hơn. Ừ. Thế còn cái việc xếp hàng thì sao? Từ việc xếp hàng dài như này thì... Ở đâu mà ngon thì thường là sẽ đông, nên phải chờ. Thực ra sẽ có nhiều bạn nói là bỏ ra 60.000 để ăn một tô phở, phải nói là nó cũng giá nó cũng khá là chát. Bình thường như mặt bằng Sơn ăn thì tầm khoảng 30.000 một bát phở thôi, nhưng mà ở đây giá thì 60.000. Phở Thìn lần trước Sơn ăn là có giá là 55.000, phở Bát Đàn 50.000. Ngày trước ăn phở Bát Đàn đầu tiên thì có giá 50-55.000 thì Sơn thấy cũng khá là ngang nhiên, bởi vì thấy nó khá đắt, nhưng mà
Tôi ăn phở này thì thấy cái mức giá cũng phải tầm đấy, cũng 60.000 cao, còn cao hơn nữa cơ, cho một cái tô phở. Nói chung là bỏ tiền ra và mình ăn mình cảm nhận thôi, cái hương vị xem nào, nhưng mà Sơn phải nói là nó ngon, phải công nhận là nó ngon đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video trên kênh Trải Nghiệm Thú Vị nhé. Nếu mà các bạn thấy video hay thì đừng quên like này, chia sẻ cho nhiều người cùng xem, và đặc biệt đó là nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ Sơn nhé.